Những sản phẩm nào sẽ ra mắt cùng iPhone 13 tại sự kiện tối nay của Apple? Tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào tối nay bên cạnh iPhone 13, nhiều khả năng Apple sẽ cho ra mắt thêm hàng loạt sản phẩm mới đang được nhiều người trông đợi. Sự kiện đặc biệt của Apple sẽ được mở màn vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Dù quả táo không tiết lộ bất cứ thông tin nào về các sản phẩm sẽ được ra mắt tại sự kiện lần này, nhưng giới công nghệ và những người yêu thích Apple đang trông đợi sự ra mắt của Apple iPhone 13 cùng hàng loạt thiết bị mới sẽ được Apple trình làng. Vậy Apple sẽ mang đến sự kiện lần này của mình những sản phẩm nào? Dưới đây là những sản phẩm nhiều khả năng sẽ được Apple công bố tại sự kiện. Loạt iPhone 13 đây chắc chắn là nhân vật chính và sản phẩm được trông đợi nhất sự kiện lần này. Vẫn như năm ngoái, nhiều khả năng Apple vẫn sẽ cho ra mắt 4 biến thể khác nhau của iPhone 13, bao gồm iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Với những ai trông đợi về một phiên bản iPhone 13 có thiết kế hoàn toàn mới, có thể họ sẽ phải thất vọng vì những hình ảnh bị dò dỉ cho thấy. Loạt iPhone 13 mới hầu như không có thay đổi nào về mặt thiết kế so với iPhone 13 hai, ngoại trừ phần tai thỏ được thu gọn hơn và cụm camera kép trên iPhone 13 mini, iPhone 13 được bố trí dạng so le thay vì thẳng hàng như iPhone phiên bản cũ. Sự thay đổi lớn nhất trên loạt iPhone 13 là cấu hình bên trong khi Apple đã trang bị cho sản phẩm chip xử lý A15 thế hệ mới, tăng khả năng xử lý. Ngoài ra sản phẩm sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng mới đầy hứa hẹn như màn hình với tần số quét là 120Hz Màn hình ở chế độ luôn sáng On way on Hay khả năng kết nối vệ tinh Để nhắn tin gọi điện Trong trường hợp khẩn cấp Không cần có sóng di động Đặc biệt phiên bản iPhone 13 Pro Max Nhiều khả năng sẽ là chiếc smartphone đầu tiên Trên thế giới có tùy chọn bộ nhớ lên đến 1TB thay vì chỉ tối đa ở mức 512 g như phiên bản cũ. Lượt sản phẩm thứ hai sẽ là đồng hồ thông minh Apple Watch Series 7. Theo giới công nghệ, ngoài loạt iPhone 13, Apple Watch Series 7 sẽ là sản phẩm đáng chú ý khác được Apple ra mắt tại sự kiện lần này. Theo các thông tin bị dò dỉ, Apple Watch Series 7 sẽ là chiếc smartphone có sự thay đổi lớn nhất về mặt thiết kế kể từ phiên bản Watch Series 4. Sản phẩm được ra mắt với hai kích cỡ màn hình là 41mm và 45mm thay vì 40mm và 44mm của Watch Series 6 ra mắt vào năm ngoái. Sản phẩm cũng được cho là sẽ trang bị thỏi pin với dung lượng lớn hơn giúp kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, ngoại trừ sự khác biệt về thiết kế và kích cỡ màn hình, Apple Watch Series 7 nhiều khả năng sẽ không được trang bị thêm tính năng nào mới nổi bật với phiên bản cũ. Lượt sản phẩm thứ ba mà Apple sẽ cho ra mắt trong sự kiện lần này đó là máy tính bảng iPad Mini 6. Các mẫu máy tính bảng như iPad, iPad Air hay iPad Pro đều được Apple ra mắt phiên bản nâng cấp mới trong vòng 12 tháng qua. Tuy nhiên iPad mini đã không có thêm bất kỳ phiên bản nào mới kể từ năm 2019. Do vậy, nhiều khả năng sự kiện đặc biệt sắp đến sẽ là dịp để Apple ra mắt thêm phiên bản iPad mini thế hệ mới. Hình ảnh iPad mini 6 sắp ra mắt bị dò dỉ trên Internet cho thấy sản phẩm mang phong cách thiết kế giống iPad Air với viền màn hình mỏng và loại bỏ nút bấm home vật lý, tích hợp cảm biến vân tay tắt ID vào cạnh bên của máy. iPad mini 6 cũng được cho là sẽ thiết kế hỗ trợ cây viết Apple Pencil giúp dễ dàng viết và vẽ lên màn hình sản phẩm. Về cấu hình bên trong, giới thạo tin cho biết iPad mini 6 sẽ được trang bị chip xử lý A14 Bionic như trên iPad Air và iPhone 12. Lượt sản phẩm thứ tư mà Apple giới thiệu là tai nghe không dây AirPods 3. Theo giới thạo tin, Apple đang phát triển chiếc tai nghe không dây thế hệ mới với tên gọi là AirPods 3. Sản phẩm sẽ có thiết kế giống AirPods Pro đã được ra mắt vào năm 2019, cũng được tích hợp tính năng chống ồn chủ động, nhưng sẽ có mức giá mềm hơn so với Apple Pro. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến chiếc tai nghe không dây này. Những ai yêu thích Apple sẽ phải chờ đợi đến khi sự kiện đặc biệt của quả táo kết thúc mới có thể trọn vẹn câu trả lời về sản phẩm. Vậy mọi người sẽ theo dõi sự kiện trực tiếp đặc biệt của apple này ở đâu do ảnh hưởng dịch bệnh sự kiện đặc biệt của apple vẫn sẽ được diễn ra dưới dạng trực tuyến giống như các sự kiện gần đây của quả táo thay vì một sự kiện đang diễn ra trực tiếp sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên internet và cho phép những ai quan tâm có thể theo dõi trực tiếp nếu bạn quan tâm và muốn biết apple ra mắt những sản phẩm nào mới Tại sự kiện này, bạn có thể theo dõi trực tiếp sự kiện mới trên trang web chính thức của Apple hoặc thông qua kênh YouTube chính thức của Apple. Sự kiện này sẽ được Mark tham vọng tường thuật trực tiếp vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin về công nghệ của Mark Tham Vọng. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 0 giờ, dạng sáng ngày 15 tháng 9.